Xin chào trưởng thôn. Sáng nay đi đâu ấy? Sáng nay đi đâu? Cắt cỏ trâu. À, cắt cỏ trâu à? Hôm nay không phải đi họp hành gì à? Không, hôm nay không phải đi. Xin chào quý cô bác, anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình với trưởng thôn đang đi vào nhà em Ly nhá. Vì là có một cô giấu tên, là cô có gửi cho mình 500.000 để mà mình đưa cho em Ly. Đấy, thì hôm nay mua cả thức ăn lên, trưa nay sẽ nấu cơm ở nhà em Ly bởi vì bây giờ cũng gần 12 giờ trưa rồi. Còn cái gạo với cả mì tôm này thì hôm trước lên đây thì trưởng thôn có bảo là có một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nói chung thì hơn nhà em Lân một tí thôi. Đấy, tí mình sẽ đi xem thực tế mà mình đã mua ít gạo với mì tôm ở đây rồi. Tí với trưởng thôn đi vào nhà em Ly xong đấy quay lên đấy xem là hoàn cảnh gia đình đấy nó như thế nào. Chào Ly nhá. Đang làm gì ấy? Giặt quần áo à? Đi ơi. Trưởng thôn này bảo Ly tí thịt con gà này nhá. Xong là tí cùng với trưởng thôn đi lên nhà đấy xong quay xuống. Với cả măng này này. Hôm nay thấy ở ngoài bán nhiều quá nên là mua một con vào ăn cơm ở đây luôn. Không thì đằng nào đi trưa cũng phải về nhà ăn cơm. Tí gà chặt lên xào gừng cũng được. Tí nữa anh với trưởng thôn lên đấy xong là anh lại quay xuống mà. Chào em. Sáng nay đi làm gì hai vợ chồng ấy? Em vừa đi làm. Đi làm Hà Giang à? Đi làm thuê à? Vâng. Đi cùng ai? Đi với anh ơi. Đi cùng anh à? Làm đấy, thế làm một buổi sáng rồi lại về thôi à? Vâng. Không. Sao không mặc quần vào cho nó đây ấy? Nó vừa đánh. Vừa đi tè về à? Mặc quần vào cho nó đi nhanh. Này, nó tha này. Kẹo. Xinh nhá. Úi xử nhiều. Cho hai cái. Đây là kẹo của cô Kim Ngân đấy. Cô gửi cho anh 1 triệu để mà chuyên mua kẹo đi cho trẻ em vùng cao đây. Mà cho anh em các cháu ở trên vùng cao cảm ơn cô Kim Ngân. 1 triệu của cô, của chị thôi. Không phải cô mà là chị. Chị Kim Ngân. Cảm ơn chị Kinh Ngâm. 1 triệu này chắc phải mua từ giờ đến Tết mới hết. Ừ, giống thì mua kẹo. Cứ đút túi này thôi, hai túi đầy toàn kẹo thôi. Bây giờ mới nấu cơm à? Vâng. Anh gửi em 500.000 là có một cô giấu tên là cô có cho em. Ừ, thấy đó, hai vợ chồng cũng nha. Khó khăn nhá. Cái tiền này thì có cái gì cần thiết sử dụng thì đi mua nhá. Vâng. Ừ, đừng có tiêu linh tinh nhá. Vâng. Cháu cảm ơn cô nha. Nhà bây giờ có mấy con gà? Nhà có mấy con thôi. Mấy con rồi à? Đi mua cái gì về nuôi ấy. Vâng. Mua gà về nuôi ấy. Nhà em có ngô mà, phải không? Vâng. Có ngô thì nuôi gà được. Như hôm qua anh lên nhà Lân kia, em biết nhà Lân không? Có hả? Đấy, nhà Lân kia không có một, không có ngô, không có cái gì luôn. Nhà đấy còn nghèo hơn nhà em. Đấy, vợ đang nhóm bếp. Bây giờ mới đun nước à? Bây giờ cũng gần 12 giờ thôi. Nhà em đi cũng đang chuẩn bị nấu cơm ăn. Gạo lần trước anh cho kia còn không? Còn à? Vẫn còn thôi gì? Thế sáng nay đi làm thuê được bao nhiêu tiền? Sáng nay á? Chưa. À, chưa lấy tiền đâu à? Vừa đi làm một tí sao à? Về thôi. Có nghĩa là mấy hôm nữa mới lấy một thể phải không? Sáng nay vừa đi làm à? Mới làm được một buổi sáng nay thôi à? Vâng. Dạ thế. Thế hai vợ chồng nấu cơm nhá, thì anh quay xuống nhá. Vâng. Anh đi lên trên này tí nhá. Gà thì lúc anh mang cả gừng xuống đấy, đây con gà đây. Đi qua đường thấy họ bán nhiều. Mua một con về này. Đây nhà em Ly nấu cơm ăn. Anh lên một tí cho anh xuống luôn rồi mà. Ôi chết rồi. Gà sống. Bắt nó. Buộc chân rồi. Gà này kể cả sống bắt được mà. Mang luôn đi. Luôn. Thôi đi nhà trưởng thôn này. Vâng. Đi lên nhà đấy xem là
hoàn cảnh nó như thế nào. Thấy trưởng thôn bảo cũng là gia đình khó khăn quá, nên là cũng chẳng có gì đâu, cũng mua lên một bao gạo, một thùng mì thôi. Ừ. Chào, không biết là bây giờ lên nhà đấy có ở nhà không? Sáng nay bên bảo thì có chú ở nhà đây, không biết sáng nay nó đi đâu sớm. Thì chắc là từng giờ này nó không thể rồi. Nào, ra đây chú Bảo, nhanh, tập hợp. Kẹo, đây. Ăn chưa? Đấy, mỗi người một cái nha. Nào đây, đây. Không lấy à? Ra đây, nhanh. Cùng với trưởng thôn đi lên trên nhà em ở trên đấy thì gặp toàn trẻ con đi học về. Đấy, mỗi người một cái thôi. Chia nhau. Ừ, đây, đây, đây. Ui, đồng thế. Sợ không đủ rồi, trưởng thôn ạ. Nào, còn ai chưa được nào? Một cái thôi, rồi. Hôm nào lấy tiếp. Em xin thế à? Ờ. Ơi, không phải thầy đâu. Nào, còn ai chưa có? Đây, ừ, đấy. Rồi, đủ rồi nha, hết rồi nha. Mai lấy tiếp nha. Rồi, đi về đi nha. Đấy, trẻ con đi học về. Đồng quá. Gần 20 người hết cả túi kẹo của mình rồi. Mai mua tiếp. Đông lắm. Lâu lắm cũng không lên thăm nhà em Hồ, hôm nào lên xem này. Hồ kia cũng chăm chỉ phết, hai vợ chồng nhờ. Hồ là bây giờ vẫn làm ở Hà Giang hả? Ờ, đi làm thuê suốt, đi phụ xây ở Hà Giang. Hôm nào lên thăm nhà em đấy xem. Này đúng mà đừng mưa thì thôi rồi. Chẳng có đâu cho tắm được. Có đi bộ đâu, đâu đâu nhà nào. Đường đi vất vả quá nhỉ. Làm một cái nhà trên này không phải đơn giản một tí nào luôn. Ôi nhà này. Nhà này cũng nhà trình tường đây. Nhà này chắc cũng nhà lâu đời rồi đây. Khu trên này nhiều nhà nghèo lắm. Dưới kia cũng có một nhà chắc là bé nhất Việt Nam luôn. Được 3 mét không? Có một cái nhà bé bé tí ở dưới kia kìa. Anh nghĩ chắc khoảng được 3 mét rồi. Thôi để xe đây đi. Đấy, với trưởng thôn đi lên đây rồi. Đường vừa dốc vừa trơn nên là chắc là để xe ở đây. Trên này đường sợ thật. Để anh hộ cầm cho. Hộ cầm đây. Anh hộ cầm kiện mì tôm cho. Không biết là có ở nhà không nhỉ? Không biết là sáng anh em lên thì đi, không biết là đi làm cái gì sớm rồi. Sáng nay em lên đây rồi? Sáng nay em lên rồi. Lên là không thấy ở nhà? Không thấy ở nhà, chú nó. Lần trước anh lên nhà Hồ anh cũng đi qua đây mà. Ở đường là đi mà. Ôi dồi, nhà này có hai con lợn to thế. Lợn đen. Có xin mấy gì nè. Sao? Anh thấy đóng cửa hay sao rồi? Ú, trên này toàn nhà trình tường kìa. Có mấy nhà dưới này nhìn hoàn cảnh khó khăn lắm nhờ trưởng thôn nhỉ. Hai cái nhà dưới này này. Nhà trình tường nhưng mà nhà cổ, nhà lâu đời rồi. Nứt hết rồi. Ôi, nhà này cũng nghèo. Téc nước này, để không mà lại không có nước này. Cạn hết hay sao rồi kìa. Nhà nuôi lắm chó đấy. Rồi. Chắc không ai ở nhà rồi. Đi đâu hết rồi.
Giờ đang đợi trưởng thôn gọi xem là chủ nhà có về nhà không. Nhà bên cạnh này cũng khóa cửa đi đâu à? Bây giờ là 12 giờ trưa rồi. Anh chào em nhá. Vừa đi làm về à? Đi vun ngô à, trưởng thôn? Vun ngô. Chồng đâu rồi? Chồng đi về sau à? Không, chồng đi làm. Đấy, chó thấy chủ nhà về phát mới không sủa nhờ. Ngon. Nhà có 5 con chó trông nhà. Sợ thật. Sủa cả buổi sáng. Trưởng thôn vào trước đi. Trước cửa có cái mít sai thế. Bình tĩnh. Sợ nhất là chó. Chó này sao không thả nó đi đây? Cứ phải buộc xung quanh nhà này à? À, vợ của em này cũng không biết nói tiếng phổ thông à? Không biết là có nghe được không? Vợ đi. Em là sinh năm bao nhiêu? Còn không. 98 à? Ờ. 98 cũng trẻ thôi nhờ. Nhưng mà nhìn già hơn tuổi bởi vì là bà con trên này lao động vất vả. Nhà có trâu có bò gì không? Không có. Không có. À, trưởng thôn lấy gạo với mì vào đây. Bảo là hôm nay anh lên cho bao gạo với thùng mì. Nè. Thì là tôi mới phong nghị tổng ấy bó chú đó à. Nên là tôi sao lên chế chút thanh này nè. Đi xem phú. Chỉ có hai mảnh gì. Đã nó gặp một. Hai vợ chồng cũng chịu khó đấy chứ nhỉ. 12 giờ trưa đi làm nương bây giờ mới về. Cái này bình gì đây? Bình thuốc sâu thì để ngoài đi, để gần giường này độc lắm. Thật mà. Anh bảo thật, độc lắm. Trưởng thôn bảo đi. Bảo em ấy để, đừng để ở đây. Này, để đây là gần chậu rửa bát nữa đây này. Cái thuốc sâu này hại lắm. Có trẻ con ngủ đây nữa là đi để đây là hại lắm. Đấy, để ra bên ngoài kia đi. Thôi rồi, có rồi. Nhà này không biết là còn ngô. Cầu thang ở đây nhưng mà không dám trèo lên. Trưởng thôn lên xem à. Chắc còn ít đó, nhìn ở dưới không thấy. Anh không dám trèo đâu. Tí chủ nhà lại nói. Có còn ít anh ạ. Vẫn còn ngô à? Còn tí ra tầm khoảng 4 sim. Tầm khoảng 4 tải nữa á? Không, 4 sim thôi. 4 sim là thế nào? Thế là tầm khoảng 50 cân gì đấy. À, 50 cân à? 50 cân là 4 sim à? 4 sim anh còn tưởng là 4 tấn nữa. Không. Hai vợ chồng này tách ra ở riêng lâu chưa? Em ra ở riêng lâu chưa? Không biết nghe. Nghe được không hiểu. 2 năm. Tách ra được 2 năm rồi à? Chịu khó đấy chứ nhỉ, suốt ngày đi làm nhưng mà hết. Chồng chưa về à? Chưa. Chồng vẫn đang làm à? Chồng làm sao à? Hay là ăn cơm ở đấy luôn? Hỏi là chồng thôn gì làm nữa. Chắc là chồng ăn cơm ở nương luôn rồi. Không, chồng đi làm rồi anh ạ. Đi làm gì? Vâng, chồng đi làm, bảo đi làm dưới Hải Phòng rồi. À, đi làm xa rồi à? Đi làm xa rồi. À, thế cứ tưởng là chồng đi làm nương cùng. Bây giờ còn vẫn ở nhà đó. Chồng đi làm tận Hải Phòng cơ. Ừ, đi làm gì? Hỏi làm vợ xem nào. Bây giờ mới công ty à? Làm công ty á? Đi làm công ty. Ờ, thế là vợ khác ở một mình. Vợ một mình ở nhà. Nhà em này là có mấy đứa con? Hai đứa. Hai đứa à? Một trai một gái à? Lớn chưa? Vì ấy tưởng đấy, vì ấy tưởng tốt tưởng xa. Đấy. Một trai một gái. Lớn chưa? Ít tuổi trẻ chung, ít tuổi trẻ chung đấy.
một con trai thì được xin lỗi, một trai xin lỗi. Con trai thì được 4 tuổi, con gái được 5 tuổi. Con gái được 5 tuổi rồi à? Con gái được 5 tuổi. Ờ thế cũng lớn rồi, bây giờ đi học rồi nhỉ? Đi học rồi, hôm nay đi học đấy. Đi học mầm non rồi. Thế chồng đi làm đấy lâu chưa? Đi được lâu chưa? Hay là vừa đi làm? Đi được 1 tháng anh ạ. Mới đi được 1 tháng rồi à? Vâng, đi được 1 tháng. Đi cùng người quen này hay là biết ai mà đi tận xuống dưới vâng, kia làm? Đi cùng anh Đồng Hao đi. Cùng anh Đồng Hao à? Ừ, cùng anh Đồng Hao. Thế là có người quen mới dám đi đấy nhỉ? Quen năm ngoái là anh Đồng Hao cũng làm 1 năm ở dưới đấy rồi. Thế là quen rồi, làm đấy lâu xong là mới bảo là rủ đi đúng không? Ừ, thế biết đi làm thế còn được đấy. Thế vợ biết đi xe máy không? Biết đi gì? Anh cảnh cũng khó khăn quá nhỉ? Đúng ở trên chỗ làng trưởng thôn, ở trong thôn này nhiều gia đình khó khăn thật. Trưởng thôn? Vâng. Anh hỏi tí. Vâng. Thế ở trong thôn này là của em là bao nhiêu hộ? Tổng thôn là 162 hộ anh ạ. 162 à? Vâng. Thế bao nhiêu hộ nghèo, bao nhiêu hộ khá? Hộ nghèo của thôn là 136 hộ. 136 hộ nghèo? Vâng, vâng. Chắc là hầu như cả thôn nghèo rồi cần gì? Cả thôn là thuộc về cả nghèo đấy, nhưng mà... Có hộ trung bình khá không? Có. Vẫn có à? Vẫn có. Nhưng mà chắc chỉ có mấy hộ bán quán ở ngoài này thôi phải không? Vâng, có mấy hộ đấy anh ạ. Hầu như là toàn là nghèo là chiếm đa số nhỉ? Vâng, hộ nghèo là đa số. Nhưng mà có một số hộ thì gọi là còn tương đương, còn những cái hộ như thế này là rất là... Đặc biệt rồi đặc biệt không? À. Nghèo đặc biệt luôn. Như nhà em Lân ấy nhỉ? Vâng. Thế ở trong này còn nhiều nhà này không? Hoàn cảnh thế này không? Còn nhà cột chôn này này. Nhà cột chôn như thế này là còn... Đấy, vách nứa này này. Một nhà bên kia nữa anh ạ. Còn một nhà nữa à? Một nhà đường đi lên chỗ nhà Lân ấy. Nhưng mà ở gầm hơn. Thế hôm nào trưởng thôn dẫn anh đi vào xem nhá. Vâng, vâng. Đấy, lên đây thì... Lần trước lên cùng trưởng thôn thì cũng có biết ông Báo thôi. Nhưng mà về sau hỏi trưởng thôn mới biết là nhiều nhà trên này hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn. Nhà em này là có trâu bò gì không? Không có đâu. Không có trâu bò gì à? Thế con nuôi được lợn không? Có một con. Có một con lợn à? Gà có nhiều không? Không nhiều đâu. Gà có mấy con? 20 con. 20 con à? Ừ. Chuồng gà bên cạnh này. Có hai con chó này. Còn hai con kia là của nhà bà. Lấy về đây thì buộc vào để mà trông nhà. Bởi vì là em này là ở một mình nên là lúc đi làm là lúc nào cũng phải có chó trông nhà. Em này là chồng không ở nhà nên là một mình vừa đi làm nương về là tự nấu cơm ăn. Bây giờ là 12 giờ hơn rồi. Về là khắc nấu cơm ăn này, nhóm bếp. Còn hai đứa con thì đi học rồi. Đi học rồi dưới điểm trường rồi. Cũng vất vả nhờ, trường thôn nhờ. Vâng, cũng vất vả à, không có gì. Có một cái xe máy. Con quay tàu. Hình như con bị nhỏ dầu xuống hay sao mà đây. Đen xì đây. Nhựa dầu ra. Chắc đây lúc trước ông chồng đi làm thuê mua thôi phải không? Đây trước chồng đi làm xong là bây giờ mua ôi giời rồi đấy. À, con này trước là đi làm thuê xong là mua về. Nếu mà biết đi xe máy mới phải có một cái để mà phương tiện đi lại nhỉ. Thế trưa nay ăn gì? Nấu gì ăn? À đâu? Ồ rau này đúng không? Đây là rau xào à? Rau bắp cải này tí ăn với mền mén à? Ừ. Không có thịt à? Có. Thế tí nấu mì tôm ăn nhá. Cho mì tôm vào cho nó ngon một tí. Không đây toàn bắp cải xào đây. Xào không này. Không có một cái gì luôn. Đi làm nương về vất vả. Xong khắc tự nấu cơm.
Đấy, nước lại dẫn từ kia sang à? Dùng nước ở đây luôn à? Nước là đi trở về thôi, trở về xong là hứng vào thùng thôi. Đi chở nước về cơ? Chở tận tít dưới chỗ quán anh em mình lên đấy. Khu này là không có nước ở trưởng thôn? Khu này là không có nước lên được. Khu này là nó dòng hai cái can 40 lít, 20 lít này là đi đi điệu về. Đến lúc nếu mà trời không mưa thì là dùng xe máy đi thù, còn mưa quá thì lại dùng cái bể táo đi điệu cái này về hứng vào trong cái can 50 kia. Vất vả quá nhỉ. Đấy. Đó lời kể của trưởng thôn là đây này. Đi ở đây trên này thiếu nước này, phải đi xuống tận dưới kia. Lấy hai cái can này này. Đi trở về xong là đổ vào cái thùng này để mà sinh hoạt rửa bát ở đây này. Bởi vì trên này là không có nước. Ở đây là đồi cao không có nước nên là phải đi điệu về. Nếu mà trời mưa phải đi điệu. Còn trời không mưa thì lấy xe máy chở lên. Vất vả quá. Toát hết mồ hôi. Thôi anh về đây nhá. Anh xin phép đi về đây. Với trưởng thôn đi về đây. Ngồi chơi hả? Ừ. Nấu cái mì tôm kia ăn nhá. Ngồi cái mì nó non này. Mì tôm nó chả thêm một chút xíu nhá. Ừ. Chào lưỡi lò mà. Anh đi về đây nhá. Hết chiều ăn xong có đi làm nữa không? Vun xong chưa? Vun ngô xong chưa? Chưa. Chưa xong à? Thôi anh về nhá. Con chó. Sợ đâu, lúc mình ra thì không sợ. Chó mấy con chó này thấy chủ nó về phát là nó không sủa nữa. Đấy, vừa với trưởng thôn đi vào nhà em ấy. Ơ em ấy tên là gì nhỉ? Trưởng thôn ơi. Em đấy tên là gì nhỉ? Mới còn quên không phải tên em. Em đấy là Si. Si à? Ừ, còn tên Si Măng à? Ừ. Xi măng kia phải không? Ừ, xi măng kia đấy. Còn chồng là Sùng. Sùng à? Si Sùng à? Si Sùng. Bây giờ đã xuống đến nhà em Ly rồi. Không biết là em nấu cơm xong chưa? Vâng, chào chú. Cơm chưa Ly? Vâng. Xong chưa? Xong rồi. Xong hết rồi đi. Lên lò đấy. Ê chú ơi à. Đây là ai đây Ly? Đây là chú, đây là không nói thì nói chậm chậm với lại chú hơi biết tay. Chú này là ở trước đây là ở thôn nhưng mà được năm nay là không biết là chú đi đâu, nhưng mà vừa nghe Ly bảo là nó ra đây ở với Ly được thôn tuần rồi Ly. Ừ, một tuần ở đây rồi. Một tuần ở đây rồi á? Ừ, thế hôm trước mình lên xong không thấy nhỉ? Đấy, trước đêm có anh biết... em gì với nhà Ly không? Có bằng, gọi bằng chú à? Đang lào lào à? Ừ, gọi bằng cậu. Hai vợ chồng em Ly này được cái nhanh nhẹn hơn hai vợ chồng em Lân. Con tay đi, một cụ đặt ra. Con đi đâu rồi? Con ngủ. Để pha, để còng cho con nhá. Lấy cái miếng nào thịt này là để còng cho nó nhé. Tí nó dậy nó ăn nhá. Mình ăn một nửa thôi, để phần tối ăn xong. Ăn một bát này là được rồi. Sáng đi làm thuê có mỗi một buổi nhờ. Vâng. Mai con đi không? Không, nó lấy một buổi, lấy một ngày đi đào đất thôi mà. À, đi đào đất à? Vâng. Đào tận đâu? Sao? Bên Hà Giang, cây số 5. Cây số 5 Hà Giang à? Vâng. Nó giả cho buổi bao tiền? Ngày 200 à? Thế một buổi có được 100.000? Rồi mà đi đào đất có vẻ bê vác gì không? Không, có đá và đất thôi. Có nguyên đào thôi phải không? Vâng. Không phải là bê lên xe đâu phải không? Vâng. Ừ. Ngày 200.000. Đi một buổi sáng được 100.000. Bảo cậu xuống ăn cơm đi. Vâng. Đấy, cậu Khang nói cái gì vậy? Nó nói lung tung ấy mà. Nó lung tung à? À. Thế đuôi anh vào cậu của em mới biết chào đấy.
Không biết đâu. Nó không biết đâu mà. Đây. No. Thế ban đêm là ngủ ở đâu? Giường này à? Thế ban ngày có đi hộ em đi làm không? Không, nó già rồi, cháu cho ở nhà thôi mà. Ở nhà trông nhà. Không làm được cái gì à? Không. Già yếu rồi. Đi để phân cho con đi đó. Cũng già yếu rồi nhỉ. Chỉ bỏ bỏ phân cho con đi, lấy cái bát con về. Lên này là bát con này về này. Bát con. Tí nó dậy cho nó ăn. Làm bát cơm xong à, cũng đi về đây. Ăn hết bằng này đi. Trưởng thôn chiều đi lấy cỏ trâu à? Không, chiều nó không phải đi rồi. Đấy, bỏ những miếng thịt ra cho nó là được. Ăn đi, ăn cơm đi. À. Hai giờ ăn cơm đi. Đấy. Gắp thức ăn cho cậu. Gắp thịt cho, trưởng thôn. Em gắp cho. Chú ấy như vẫn còn sợ mình hay sao ấy. Ngại mà. Ngại nhỉ. Ngại. Ừ. Không dám lấy bát cơm lên ăn. No. No mà. Nùng thay tầng cái này no. Cái đi ăn. Ờ, ăn cơm đi. Đấy. Mời các bác ăn cơm cùng nhà em Ly. Thế hôm nay cũng nhà ăn rau này thôi à? Vâng. Rau cái đấy. Lấy rau thôi nhỉ. Có những món gì món đen này. Làm bát mềm mềm. Được mấy ngày không ăn thịt rồi. Không. Hỏi thật mà. Không có đâu. Hả? Không có thịt gà đâu. Thịt lợn đấy. Không có đâu. Không có đâu à? Được 2 tuần chưa? 2 tuần chưa ăn thịt chưa? Hỏi thật. Từ Tết đến giờ chưa. Cứ nói thật đi, mà. Không ngại đâu mà. Không thật mà. Từ Tết đến bây giờ là chưa được ăn thịt. Vâng. Cứ toàn ăn rau này thôi. Vâng. Khổ thân nhỉ. Anh ăn cơm. Ăn cơm đi em. Cơm đi, cơm đi. Em đi bảo là từ Tết, sau Tết đến hôm nay là chưa được ăn thịt lợn bữa nào. Tâm sự thật đấy. Thì mình đây này, ăn mạnh vào đây. Ăn nhiệt tình vào. Này Ly. Thì làm trồng ngô thì ăn đi. Dùng phân để mang đi bán để lấy phân về bó. Gắp cho cậu ăn. Khu nhà Ly này có măng không nhỉ? Không có đâu nhỉ? Không có. Toàn cây. Trưởng thôn ăn đi. Ăn lạnh mà. Ừ, ăn. Đấy, em đang ăn. Tạo này nhìn gầy xuống hay sao ấy? Không, dạo này em còn béo lên. Chiều thế nhỉ? Đấy, vợ có gọi về ăn cơm không? Có. Vợ em gọi ăn cơm, em bảo cùng với anh biết xong hàng Ly rồi. Ăn đi, ăn khỏe vào, thịt gà còn đầy đấy. Nhiều lắm, thì còn nhiều lắm. Trưởng thôn ăn đi nhá, anh làm một bát thôi. Vâng, ăn đi anh Hương. Thôi, anh no rồi đấy. Bát nhá. Cắt ăn đi. Ừ. Vợ chồng cắt ăn đi. Ly này có uống rượu không? Không uống đâu mà. Không uống đâu gì. Ừ. Còn trẻ không uống rượu là tốt đấy. Nhiều người Mông tầm tuổi Ly này uống nhiều rượu lắm nhỉ. Được cái này Ly này nó hiền. Không rượu chè. Đây này rau đây này Ly. Còn đây này. Bên này đã ăn mấy đâu. Em nấu nhiều rau quá. Rau nhiều quá liền.
Để lấy canh tí con dạy con này. Thì gà để đâu cho nó, không tí mèo lại lấy đi nhá. Có mèo đâu mà. Thì mèo lại tha không đấy. Nuôi đâu gì. Thế chiều là em đi làm gì? Chiều nhà đi lấy cỏ, cỏ trâu thôi. Đi lấy cỏ, cỏ trâu à? Cỏ bò chứ, cỏ bò làm gì có trâu. Hai vợ chồng đi lấy à? Vâng. Ngô nhà em trồng được nhiều không? Trồng bình thường thôi. Mấy cân giống? Mấy bao? Yeah. Mỗi một bao là một cân đấy. Dạ, 20 hơn bao thôi. Hơn 20 bao á? À? Làm gì? Hả? Hành đại lắm hả? À, bao nhiêu? Chứ được thu về thôi. À, thu hoạch ngô về là được 20 bao. Được 20 bao thôi. À, thế là cũng được đấy chứ. Thế là hai vợ chồng là cũng đủ ăn nhỉ? Yeah. Vợ chồng... Anh cứ tưởng mà trồng hết 20 bao... 20 bao ngô giống thì anh cũng bái phục. Thế là mày rơi vào 4 cân giống à? Tóc chia tay xưa. 4 cân giống. Làm nương có sao? Hay là xung quanh nhà đấy? Tí chân kia. Tí chân kia, ai giờ đi qua nhà Lân cả. Kê xa đấy nhỉ. Trưởng thu ăn đi. Vâng, ăn no. Ăn no đi. Còn chiều đi làm gì thì làm. Mà bây giờ cũng chiều rồi còn gì nữa. Chiều rồi. 1 giờ hơn rồi. Em về thì cũng em tí về thì cũng đi bơm nước cho ruộng thôi. Bơm nước vào ruộng hôm trước mình đi cấy kìa. Vâng, mấy hôm nay trời nám khô hết rồi. Em bảo cô hôm nay cô đi xẻ ván kia rồi phải không? Vâng, nay đi rồi anh ạ. Ờ thế chắc mai anh vào anh xem nào. Vâng. Sẽ ván làm cho nhà cháu bó ấy, cháu của cô ấy. Vâng. Có các chị phải... Bảo Ngọc là hỗ trợ 1 triệu tiền ăn phải... cho nhà cháu bó. Chắc phải sửa tầm khoảng 1 ngày, 2 ngày gì đấy mới xong được. Chắc tầm 2 ngày thôi. Xong hôm nào là nhờ anh em khiêng về. Nhưng mà khiêng về thì anh khác mua thức ăn cho. Vâng. Khiêng về gái là xong là làm luôn cho em luôn. Mua đinh về xong là đóng luôn. Du cái nhà cho nó thẳng lên xong là làm luôn. Bưng vách luôn như kiểu này là được này. Đấy. Nó cứ tương đối kiểu này là được. Nhà em Ly này cũng bưng được một cái vách này. Bằng ván đây. Nhưng mà còn bên nhà bếp là... Được mộ. Toàn cây vầu. Với lại bên này. Đằng trước cửa này. Nào chào. Cầm đi. Khu nhà Ly này cũng nhiều cây mà nhỉ, cây của nhà em phải không? À. Những cái cây này này. À. Dưới này có phải đất của nhà em không? Phải mà. Phải hết à? À. Ăn đi, ăn no vào. No rồi. Mấy bát rồi? Cơm no đi. 2 bát rồi. Thôi ăn cơm sau nhá. Vâng. Anh phép cơm đây. Ngồi đây uống nước tí xong nào đi về. Ờ, anh xin. Trưởng thôn uống nước này. Vâng. Thôi nhờ trưởng thôn nhỉ, đi về đi nhỉ. Vâng. Thôi anh xin phép hai vợ chồng nhá. Vâng. Ừ, anh đi về đây. Mình nhớ đi cả. Nhá, hai vợ chồng cố gắng nhá. Vâng. Ừ, cố gắng chăm trâu chăm bò. Vâng. Anh đi về đây. Ờ, xin anh quên. Đây này, Ly anh bảo này. Trồng cỏ voi ở dưới này này. Lấy những cái thân già về trồng ở khu vực này này. Trồng cách xa cái nhà của mình ra tí cho nó thoáng. Trồng dưới này này, tốt này. Khu này toàn đất của nhà em rất là rộng. Nên là có thể trồng được cỏ voi rất nhiều này. Chăn nuôi trâu bò, dê, gà. Thôi anh về đây nhá. Vâng. Ừ, anh chào hai vợ chồng nhá. Vâng. Đó đây rồi.
Thôi mình cũng xin tạm dừng video tại đây. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nóng quá. Đi này nhiều cũng mỏi chân nhỉ. Trần Thuấn ấy mỏi chân không? Có, đây là không giáp khổ. Đây cũng đất nhà em đi à? Khu này chắc phải hết phải không? Đất ly thì từ đâu sang? Cắt từ chỗ à, từ cái cây to kìa, gốc cây to kìa. Gốc cây vườn ngã này. Ờ. Đất nhà em rộng mà. Nhà em đi này được cái đường điện lưới phải không? Điện lưới mà. Phải dùng điện nước. Vâng.